nàng công chúa duy nhất được cả ba hoàng đế yêu mến, Càn Long còn muốn truyền ngôi. Có một vị công chúa nhận được sự sủng ái của cả ba đại hoàng đế nhà Thanh, ngay cả Càn Long cũng từng cảm thán, nếu như con là nam nhi, chấm nhất định sẽ truyền ngôi cho con. Vị công chúa này là Thập công chúa, con gái của vua Càn Long, hiệu là Cố Luân Hòa Hiếu công chúa. Là con gái út của Càn Long, Cố Luân công chúa nhận được sự sủng ái cực lớn của tất cả mọi người. Thứ nhất, về tính cách, Thập công chúa Cố Luân không chỉ có tướng mạo giống Càn Long, ngay cả tính cách, sở thích cũng tương tự. Thứ hai, về tuổi tác, Cố Luân công chúa là con gái út của Càn Long, ra đời khi Càn Long đã 63 tuổi. Cha già, con nhỏ, Càn Long rất yêu thương, chiều chuộng con. Ngày thành hôn của hồi môn của Cố Luân công chúa trải dài, có thể nói là vinh sủng ngập trời.